Xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin thời sự SBTV của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày gần đây, các thông tin liên quan đến CEO Đại Nam, tức là bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt tạm giam, đang thu hút sự chú ý của dư luận. Thậm chí một số các diễn đàn còn cho rằng việc bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng thực tế là một trong những hoạt động có mục đích chính trị phía sau, chứ không đơn thuần là việc minh oan cho các ca nghệ sĩ. Theo như một số thông tin mà chúng tôi đã nhận được trước khi bị bắt tạm giam, chỉ trọn vỏn vẹn 2 ngày, bà Nguyễn Phương Hằng đã dám cả gan réo tên ông Phan Văn Mãi, đương kim chủ tịch Ủy ban thành phố Hồ Chí Minh. Thậm chí còn gọi ông này là vô tình vô nghĩa với vợ chồng của bà Nguyễn Phương Hằng. Theo như các thông tin rõ ràng thì bà Nguyễn Phương Hằng và chủ tịch ông Phan Văn Mãi có những mối quan hệ được gọi là thân cận vào năm 2020. Vào các thời điểm mà ông Phan Văn Mãi còn đang giữ cương vị bí thư tỉnh ủy tỉnh Bến Tre, công ty Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng đã tài trợ và giúp đỡ nhiều máy lọc nước mặn cho tỉnh ủy viên Bến Tre. Mà theo như lời của bà Nguyễn Phương Hằng, hành động của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng đơn giản là nhằm mục đích giúp đỡ ông Phan Văn Mãi có thêm uy tín với chính quyền địa phương và được leo lên cao lên trên những vị trí quan trọng hơn. Tuy nhiên, thành cũng là bà Nguyễn Phương Hằng mà bại cũng là nguyên nhân bà Nguyễn Phương Hằng chỉ dừng lại ở việc giúp đỡ ông Phan Văn Mãi. Mới đây thì bà Nguyễn Phương Hằng, thậm chí bà Hằng còn viết thư lên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, đề nghị Bộ Chính trị cần phải thanh trừng ông Phan Văn Mãi vì quá trình cho thấy rằng ông này bạc tình bạc nghĩa và không có độ uy tín. Những hoạt động của bà Nguyễn Phương Hằng nếu nhìn về một phía thì chúng ta thấy rõ ràng là gây hại cho tương lai chính trị của ông Phan Văn Mãi. Nhưng trước đó thì giữa ông Phan Văn Mãi và gia đình bà Nguyễn Phương Hằng thì đã có những vấn đề quan trọng hơn nữa. Ông này đã nhận sự giúp đỡ từ gia đình bà Nguyễn Phương Hằng và ông Dũng Lò Vôi. Nhưng khi đã thành công đạt được điều mình mong muốn từ ông Dũng Lò Vôi và bà Nguyễn Phương Hằng thì ông Phan Văn Mãi này làm ngơ như không có chuyện gì. Cũng chính vì vậy, bà đã réo gọi tên ông này trên sóng livestream và trong cái chức vụ mà ông nhắm tới sau đại hội lần thứ 12, tức là đại hội lần thứ 3 vào năm 2016, là bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Một trong những vị trí cực kỳ quan trọng đủ sức để leo lên chức vụ ủy viên Bộ Chính trị trong nhiệm kỳ tới. Chắc chắn một mình bà Nguyễn Phương Hằng sẽ không bao giờ dám thực hiện hành động chống phá đối với đương kim chủ tịch thành phố lớn nhất cả nước hiện nay. Phải chăng phía sau của bà Nguyễn Phương Hằng là một thế lực chính trị muốn tận dụng cơ hội và tiền bạc của vợ chồng bà Hằng nhằm mục đích hạ bệ ông Mãi? Đây mới đúng là nguyên nhân then chốt khiến cho bà Hằng bị bắt tạm giam trong thời gian chóng vánh chỉ 2 ngày sau khi bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt tạm giam và gọi tên ông Phan Văn Mãi. Theo như tiểu sử ghi nhận, thì ông Phan Văn Mãi sinh vào ngày 15 tháng 2 năm 1973 tại Bến Tre, hiện tại là Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Chủ tịch, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh khóa 14. Ông là một trong những nhà lãnh đạo xuất thân từ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ông Phan Văn Mãi quê tại huyện Rọng Tôm, tỉnh Bến Tre. Ông có bằng thạc sĩ quản lý kinh tế, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Ông còn có bằng cử nhân ngoại ngữ và sư phạm trường Đại học Cần Thơ. Ông Phan Văn Mãi có 3 con, 2 gái, 1 trai. Từ khóa ông Phan Văn Mãi và bà Nguyễn Phương Hằng bỗng trở thành hot trên mạng xã hội. Thực hư câu chuyện như thế nào đến đây vẫn là một dấu chấm hỏi lớn sau những cáo buộc của bà Nguyễn Phương Hằng. Không có thời gian để chúng ta kiểm chứng thêm vì bà Hằng ngay sau đó đã bị bắt giam. Thêm nữa là chúng tôi cũng muốn đề cập đến cho quý vị và các bạn về công việc làm từ thiện của bà Nguyễn Phương Hằng. Trong thời gian vừa qua, thì việc làm từ thiện của bà Nguyễn Phương Hằng là âm thầm và ít ai biết đến. Họ kết nối với các bệnh viện. Số tiền sẽ trực tiếp giúp đỡ các bệnh nhân. Những người được nhận sẽ không biết được ai là người đã giúp đỡ mình. Tự trung lại, điều công chúng mong muốn nói là những nhà hoạt động từ thiện hãy công khai, minh bạch số tiền mà họ đã nhận được, cách sử dụng như thế nào, có đúng với mục đích hay không. Từ đó thiết lập niềm tin rằng những người đã gửi và trao niềm tin yêu thương của mình tới các mạnh thường quân có đúng địa chỉ cần được giúp đỡ hay không. Qua việc làm âm thầm của chị Nguyễn Phương Hằng đã giành được sự quan tâm lớn của cư dân mạng. Nhiều người nói rằng những người làm từ thiện ở ngoài kia không thể so sánh bằng chị đâu. Dù có thế nào thì Nguyễn Phương Hằng mãi mãi ghi sâu trong lòng của người dân.
Cuộc sống thật là bất công, người tốt có tội vào vòng tù lao. Người xấu thì lại không sao, nhẫn nhơ ăn nhậu ra vào tự do. Nếu ai đụng đến tai to thì ông sẽ bế vào kho mủ liền. Chị Hằng anh dũng nhiều tiền, giúp đỡ nhiều trong xã hội dịch bệnh. Anh chị cùng lo oxy miễn phí giúp cho người nghèo. Giờ đây nghệ sĩ cười reo, chị Hằng bị bắt trúng kèo lũ lươn, triệu triệu người dân điều thương. Phương Hằng mãi đỉnh làm gương cho mọi người, chị đã hy sinh nụ cười, vạch trần sự thật mọi người cùng nghe. Nghệ sĩ lăng băm một phe, kêu gọi từ thiện kết bè với nhau. Dự tiền 6 tháng không trao, sao kê không rõ đường vào đường ra. Vậy mà chính quyền bỏ qua, lòng chị không phục kêu la suốt ngày, cộng thêm anh chị báo đài đang sai sự thật muốn gài thêm tội. Vì vậy chị không chịu im, chị gào chị thét ngày đêm không ngừng. Trung ương vào cuộc chị mừng, nào ngờ kết quả quá chừng bất công. Phán quyết vô tội là xong, toàn dân khâm phục nổi lòng xót xa. Bởi vậy chị mới kêu la, dân đen thấp cổ nói ra thì sợ. Tự nhiên ai cũng bị mù, ai cũng lo sợ cho dù bất công. Thôi thì im miệng cho xong, nếu không thì bị mấy ông bế vào. Chị Hằng không sợ tù lao, vạch trần sự thật kêu gào trung ương. Sự thật này đã tỏ tường trị bệnh không hết lên đường nam em. Nghệ sĩ diễn ai xem, phát ngôn lịch chuẩn chẳng đem vô tù. Binh vực nghệ sĩ giả tu, nào là nhà báo luật sư luật rừng. Kêu gọi từ thiện không ngừng, xử tiền không phát khoảng chừng nửa năm. Thầy Lăng thì không có tâm trị bệnh. Không có âm thầm bao che, người người xin hãy lắng nghe. Toàn dân của tỉnh Bến Tre đâu rồi? Bây giờ chị chịu thiệt thòi, chị là người tốt phải ngồi tù lao. Hãy lên tiếng nói đi nào, vì ai? Chị ở nhà lao giam cầm. Chị Hằng có tiếng có tầm, lá gan thật lớn có tâm thương người. Dám làm những chuyện để đời, vạch trần sự thật, những người gian tham. Bây giờ khổ cực phải cam bị quy lạnh lão. Nhà ra một mình, nếu ai thương chị đồng tình góp vô tiếng nói của mình vào đây. Gửi trăng, gửi gió, gửi mây, gửi ra Hà Nội, nơi này án oan. Đừng để dân chúng lầm than, đừng để cho những kẻ gian lộng quyền. Tất cả dân chúng ta, các miền hãy cầu xin cho các bác vào liền ở miền Nam, cứu chị Nguyễn Phương Hằng bị giam. Ra tòa xét xử việc làm. Chị ta vì sao chị lại kêu la, vì sao chị lại hóa ra như vậy? Đã có bằng chứng đầy đủ lại phán vô tội thế này thì ai phục? Vì vậy nó cứ lục đục, vì vậy lòng dân sôi sục không yên. Phật trời nếu có linh thiêng, chiếu hào quang xuống thỉnh lên trung ương. Toàn dân ấy cũng xót thương, nữ trung hào kiệt dựa, lương tinh thần. Sẵn sàng khi đất nước cần giúp người vô số không cần tính toán, toàn dân ghi tạc sắt son. Cứu chị trong lúc không còn niềm tin. Người xấu thì lại được bên người tốt thì lại làm thêm bỏ tù, có mắt mà cũng như mù. Thật giả đen trắng, cho như thế nào? Ra tòa một lần xem sao, ai trúng ai trật, dân nào hoang mang. Trừng trị những kẻ dối gian, những kẻ bè phái, khiếp đàn hại dân, luật pháp là một căn cân, phán xét cho đúng toàn dân mới vui mừng. Đằng này phán xét cho chừng lăng băm vô tội. Đừng vô cảm, giờ đây chị gặp gian nan, trung ương xin hãy giải oan cho chị. Ơn các bác còn gì bằng, miền Nam tạc xạ chị Hằng mang ơn, điều tra tất cả các đơn từ đầu đến cuối hết trơn một lần. Sau khi minh bạch cho dân, kêu gọi từ thiện là phần tùy tin. Tiếp theo là Võ Hoàng Yên, Hoài Linh, Đức Hiển, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, công khai thu chi rần rần, toàn dân kính phục tán thành trung ương. Từ nay yêu diệt lũ lươn, chị Hằng thoát khỏi tai ương ngục tù. Trung ương chỉ được bệnh mù, chỉ được bệnh điếc mù dù lâu năm. Trung ương chỉ được bệnh câm, trung ương chỉ được lương tâm mất rồi. Vào năm đi, các bác ơi, một lần sáng tỏ cho lũ lươn. Phương Hằng triệu triệu người thương, vì dân vì nước chị vương ngục tù. Pháp luật xin hãy vi vu, có công có tội phải bù với nhau. Ruột em ai cắt mà đau, năm canh trằn trọc chị nào có hai. Ai ơi xin nhớ lấy câu này, có khói mới có lửa. Từ đây, trái lần bị gạt, chị mới phân trần, chị gào, chị thét, chị cần trắng đen. Cuối cùng chị chẳng được khen, chị đã bị bắt một phen. Bịt mồm, chửi thôi thì chị la ôm sồm. Hóa ra từ miệng, từ mồm chúng ta. Kính mong cô bác gần xa, thương chị, hãy nói ra nỗi lòng ngục tù. Chị đợi chị trong sớm ngày thoát khỏi cái vòng nhà lao. Vài lời tâm sự gửi trao cùng nhau, ủng hộ ơn này khắc ghi. Thưa quý vị, trong bản tin mà chúng tôi đã gửi đến quý vị, Đức Hiển và Hàn Ni sẽ nhận mức án hình phạt từ Bộ Công an bao nhiêu khi bị cơ quan xử lý, lộ tình tiết tăng nặng trong cách xử lý công việc làm của mình. Và trong thời gian gần nhất,
Hani Đức Hiển chính thức bị cơ quan báo Sài Gòn Giải Phóng cấm sóng trên các phương tiện mạng xã hội, khi cô này liên tục có những phát ngôn vượt quá chuẩn mực đạo đức của người làm báo, lại còn thường xuyên lên Facebook và YouTube đả kích, chống phá bà Nguyễn Phương Hằng và công ty Đại Nam. Điều này chứng tỏ việc kiện tụng và yêu cầu giải quyết Hani và Đức Hiển từ phía bà Phương Hằng đã có kết quả, khi trước đó bà Hằng đã có đơn thư gửi đến lãnh đạo báo Sài Gòn Giải Phóng yêu cầu chấn chỉnh hành vi của cô nhà báo này. Cách đây không lâu, Hani và Đức Hiển cũng đã ăn một văn bản kiểm điểm của tòa soạn rồi, nhưng cô này vẫn thách thức dư luận xem thường pháp luật và còn có ý thách đố bà Phương Hằng, thì giờ đây Hani đã chính thức bị khóa mõm, không còn gặp bà con vào lúc 20 giờ tối nữa rồi. Trước sự việc Hani bị khóa mõm, cộng đồng mạng vẫn mong chờ ngày nào thì mới đến lượt anh phó tổng biên tập Đức Hiển. Và bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.